Nhân Hải là một bãi ngang nằm trên bán đảo Phương Mai, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 15 km. Với vẻ đẹp quang sơ, nước biển trong xanh, hải sản tươi ngon và sự thân thiện của người dân địa phương, Nhân Hải đã trở thành một trong những điểm đến lý tưởng cho du khách. Và một trong những điểm đặc biệt tại Nhân Hải là bức tường thành cổ giữa biển. Tường thành thứ nhất nối liền vách đá thôn Hải Nam ra đến đảo Hòn Khô của thôn Hải Đông. Bề mặt tường thành phẳng, rộng hơn 10 mét. Theo ngư dân ở địa phương, tường thành này không xây bằng đá hoặc gạch mà bằng hồ giữa đặt nguyên khối. Tường thành chỉ hiện lên khi thủy triều rút sâu, tạo thành điểm tham quan thú vị cho du khách. Tường thành thứ hai ở thôn Hải Giang, cách bờ thành trên 5 km, cũng chìm dưới mặt nước biển. Khi thủy triều xuống sẽ nhìn thấy đoạn thành dài hơn 3 km ở gần bờ. Người dân địa phương gọi là rạn cầu. Người dân cho biết không rõ các tường thành ở xã Nhân Hải có từ bao giờ, nhưng nhiều năm trước đã nhìn thấy khi thủy triều xuống. Mỗi tháng chỉ có một vài ngày nước cạn, tường thành mới lộ rõ, thường là vào mùng 1 âm lịch và ngày rằm. Hàng năm, từ tháng 4 đến tháng 8 là thời điểm thích hợp nhất để du khách đến tham quan khám phá tường thành. Ngoài tường thành cổ bí ẩn, đến đây du khách còn có thể tham gia vào các hoạt động thú vị như chèo thuyền thúng, tham quan đảo Hòn Khô, lặn ngắm san hô hay tản bộ ở bãi biển Lộ Diêu và thưởng thức hải sản tươi ngon.